Đấy. Anh chơi gần cái ấy lại một tí. Hôm nay em tròn 4 tháng em được đi chơi đây. Em đi ra biển, ra công viên ngắm diều đây. Xong mẹ mua cho em con bóng bay hình con ngựa đây. Dài nhở, 4 tháng nói 4 tháng ai người ta bảo dài thế. Nằm sắp chật cái tre xem. Ờ 4 tháng. Nhìn nó dài chất cái xe rồi này. Trời ơi, mẹ mua cái xe mẹ cứ tưởng dùng được đến 1 năm. Này chứ gì ngồi đã. Bóng bay của em đâu? Đạp. Bố buộc ngắn cái con ngựa lại nha con, thì đó phải cầm ngắn một đoạn thế thôi đấy. Tí về nhà buộc cái này vào chân nó cứ càng giật thì lại càng bay. Quê ăn đi. Đâu? À, em đang đi ra Kid City chơi. Nhưng mà em chưa ngồi được mấy cái trò chơi này. Thế là em phải ngồi em chơi con ngựa màu hồng. Trong này có trò gì mà cún chơi được rồi nhỉ? Có trò này nè. Trò này chơi đi. Quên đi nhá, người ta biết chơi rồi nhá, đừng có khinh thường người ta nhá. Chó đây không đủ để chơi. À, ha ha ha, rơi ngón tay. Đẹp trai chứ, đứa này đẹp trai chứ. Đẹp trai hơn bố. Hôm qua bố bế xong rồi bố hỏi chứ con hay bố ai đẹp trai hơn, cứ như kiểu gương ơ ngựa trên tường ấy, thế gian ai đẹp được dường như ta. Thế xong rồi bố tự trả lời, bây giờ thì bố đẹp trai hơn, sau này con lớn con trổ mã bố mới con mới đẹp hơn bố. Bố tự sướng. Hết đi con.